Vâng, xin được kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ ạ. Và em xin được giới thiệu, em là Nam Bin, em đến từ sàn ô tô Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì bên em vừa về được một mẫu xe cực kỳ lướt và chất trong phân khúc hạng C, một chiếc xe mang kiểu dáng hoàn toàn thể thao Cooper. Và em sẽ giới thiệu luôn, đây là chiếc Honda Civic phiên bản RS động cơ 1.5 turbo bản cao cấp nhất. Và xe được trang bị lên đến 170 mã lực. Các bác nào mà thích cảm giác lái, thích tốc độ thì chiếc xe này là một chiếc xe vô cùng hợp lý nhé. Vâng, và với chất lượng của chiếc xe này ra làm sao thì bây giờ em sẽ mời mọi người đi vào chi tiết của chiếc xe này. Ở phía mặt ca lăng cản trước của xe rất là đẹp, được trang bị giải đèn LED daylight, rồi đèn full LED, đèn gầm. Và cái thanh mạ chrome phía trước đây thì đã chuyển sang màu đen, nhìn rất là đẹp, phối so với ngoại thất màu trắng, nhìn rất là vừa vặn. Và chiếc xe lăn bánh đúng 9.000 km nhé mọi người nhé. Đấy, lốp Michelin được trang bị theo xe, rất là êm ái, dày. Và la răng của chiếc xe này thì cũng đã được phối màu xám và màu đen, nhìn cũng rất là ngầu và thể thao. Xe được trang bị luôn cả cảm biến áp suất lốp. Đặc biệt là chiếc xe này của em được trang bị thêm mắt cam ở đây. Chúng ta có thể thấy đó chính là mắt cam của cam 360 độ. Đó. Và được trang bị khóa thông minh Smart Key rồi. Sơn của chiếc xe này thì em khẳng định nó zin đến 99%, hoàn toàn nguyên bản, siêu lướt. Đuôi gió này của chiếc RS là đuôi gió theo xe nhé mọi người nhé. Đây, phần đèn LED này, rất là đẹp này. Xe được trang bị luôn cả lipo này, đó. Mắt cam lùi này, hai cam luôn, một cam của cam 360 đấy ạ. Khoang hành lý của Civic thì cũng rất là rộng rãi. Những chiếc xe sedan thì thường mang lại một cái khoang hành lý vô cùng rộng rãi. Tất cả những cái chi tiết nhựa rồi phần khoang hành lý đều nguyên bản, không có một vết xước nào ạ. Rồi những cái đường keo chỉ của cốp nữa, cốp xe đấy, nguyên bản hết ạ. Em đã kiểm chứng rồi và quý anh chị có thể mang xe của em đi test ở đâu cũng được ạ. Đó. Tất cả những mép cản, rồi những cái mép gân cửa, hông đều tăm tắp ạ. Và mời mọi người sẽ đi vào cái chi tiết khoang nội thất của chiếc xe này. Và đây là cánh cửa sau bên lái của chiếc xe này. Tiếp đến thì mọi người có thể thấy không, ghế da của chiếc xe này vẫn còn rất là căng, mịn màng, căng đét luôn ạ. Đó. Và đây sẽ là cái khoang lái của chiếc Honda Civic phiên bản RS này. Tất cả những cái chi tiết nó còn rất là mới và thơm. Nguyên sần, nguyên phấn luôn ạ. Một thiết kế rất là thể thao. Trang bị rất là nhiều option. Cảm biến áp suất lốp thì đã được đặt ở ngay cạnh vô lăng. Phanh tay điện tử cao cấp, màn hình cam lùi. Đó. Và chúng ta sẽ đến với cái chi tiết của khoang động cơ chiếc Honda Civic này nhé. Động cơ 1.5 turbo. Chiếc xe lên đến 175 mã lực, tăng tốc rất là nhanh. Và các bác mà yêu tốc độ, thích cảm giác lái thì đây đúng là một chiếc xe, đúng là một chú ngựa mà chúng ta đáng để trải nghiệm và để cưỡi lên. Vâng, và đây là những cái chi tiết cận cảnh của những con ốc chân máy này, ốc mặt máy này. Em đã kiểm chứng rồi. Và mọi người xem qua cái clip này, qua cái video này cũng có thể kiểm chứng và xuống tiền mua luôn được đấy ạ. Đó, tất cả những chi tiết. Với tầm giá hơn 800 triệu đồng thôi là quý anh chị đã có thể sở hữu một chiếc xe trong phân khúc hạng C đời cao, khỏe khoắn và thể thao và kiểu dáng rất là đẹp. Civic ở cái phiên bản này thì kiểu dáng thiết kế rất là đẹp mắt rồi. Em đang chào bán chiếc này với giá là 870 triệu đồng. Quý anh chị mà có nhu cầu thì hãy đến xem xe trực tiếp. Em hỗ trợ trả góp cho những chiếc xe em báo và chiếc xe này cũng vậy. 70% giá trị xe trong vòng 6 năm. Quý anh chị mà có khoảng 250 triệu là đã có thể nhấc chiếc xe này về để đi test rồi đấy ạ. Và cảm ơn anh chị đã luôn theo dõi và ủng hộ em.